SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau khi thanh lý hợp đồng với Than Quảng Ninh, Nguyễn Hải Huy nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc để chờ ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đó, tiền vệ này đổi ý muốn chơi cho Hải Phòng để được gần gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý với điều kiện Hải Huy phải trả lại số tiền 700 triệu đồng cộng với 1 tỷ đồng tiền đền bù. Cầu thủ này muốn đội chủ sân thống nhất giảm cho số tiền đền bù nhưng không được chấp thuận. Hiện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ việc lên VFF và nhiều khả năng còn đòi mức đền bù cao hơn. Trước Hải Huy, Quế Ngọc Hải được cho biết cũng hủy giao kèo với Thành phố Hồ Chí Minh FC để trở về khoác áo Sông Lam Nghệ An từ mùa giải tới. Tuy nhiên, hậu vệ này không phải đền bù khoản tiền nào. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.